Hôm nay mình test thử cái độ mượt của cái khoen mà nó mặt vuông nè anh em ha. Đó anh em thấy không, mặt vuông dứt vậy đó. So với cái khoen Fuji là mặt nó tròn ha. Đó. Thì đây chính là cái khoen của cây Fansion ha. Ở trên tay mình đây là ba cái cục chì ha, mình cuộn cho một cái cọng dây ha. Để mình lòn một cái lòn qua đây một cục và mình để bên đây hai cục ha. Rồi mình cân bằng, mình vuông tay thử coi cái khoen nào khoen vuông hay khoen tròn nó sẽ mượt ha. Thì sau khi hai cục chì nó cân bằng nhau được không, buông tay nè, thấy nào, thấy không, nặng đi. Còn đây là cái khoen vuông ha, mình cũng làm y chang vậy, cũng cái giọng dây đó và cục chì đó, rồi buông tay nè, em thấy không, rất là lâu sau, có nghĩa là nó vẫn đi nhưng mà rất là lâu ha. Làm lại nè, là hai chị cân bằng ha, này, rồi buông tay nè, rất là lâu ha, so với cái phần mặt tròn. Ok, mình làm lại cho anh em thấy một lần nữa nha, ha, thấy không? Thì qua cái thí nghiệm này ha, anh em tự đánh giá là coi cái phen mặt tròn hay là cái phen mặt vuông, phen nào nó sẽ là mượt dây hơn ha.